Hôm nay chúng ta sẽ nói cái đề tài thứ nhất đó là về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thứ hai là chúng ta sẽ nói về những cái bài, những cái bộ cái hoạt động nghệ thuật của Hồng Loan trong mấy ngày hôm nay. Thì nếu mà nói về Đàm Vĩnh Hưng á, thì phải nói rõ ràng là cái anh chàng này đúng là cái số anh. Anh chàng này lúc nào anh không dính vào drama là không được nha. Cứ phải dính vào drama đúng là có số khổ. Đợt trước anh cũng bị dính vào cái drama một lần rồi. Mấy ngày hôm nay thì Đàm Vĩnh Hưng nó lại đi chụp hát ở phòng trà ra. Thì cái nghệ sĩ mà nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng á, mà chụp phòng trà thì cái chuyện đó chúng ta thấy nó không có gì là xa lạ hết đúng không? Nhưng mà nó có một cái vấn đề ở đây là nay cái cô ca sĩ HB á, cô lại đến chụp hình với Đàm Vĩnh Hưng và làm cho anh chàng ta là ngày hôm nay đúng là chết dở thật, là bị các cái và sau khi cái chụp hình đó được post lên thì các cái phía bên những cái đương nhiên là cái phía bên đối lập nó chống lại cô ca sĩ là phía bên ấy á, thì bên bảo vệ thì họ sẽ đặt vấn đề đối với Đàm Vĩnh Hưng à, thì đây mới là cái khổ, đây mới là cái khổ các bạn. Đề tài hay cô ơi. Ông Đàm Vĩnh Hưng á, tôi nói thật các bạn, từ cái hồi mà bà Hằng á là ông đã bị rồi đó, bây giờ ông lại bị nữa, cho nên rất rất là tội nghiệp cho ông, rất là tội nghiệp cho ông các bạn. Cái hồi bà Hằng á thì ông cũng dính vào một cái drama hết sức là ngẫu nhiên. Cái lý do là ông chỉ nói một câu, không biết có phải là ông binh vực ông gì ông Hoài Linh hay không, bây giờ Hoài Linh và ông là anh em thân thiết với nhau, cùng đồng hương mà là anh em thân thiết nữa, nhưng mà ông chỉ có một câu là nói nhiều kém sang, có thế thôi. Thế là ông bị đem lên mạng xã hội là bắt đầu quất ổng tơi bời hoa lá cành luôn, cho nên rằng là rồi cũng từ đó nó mới bắt đầu là nổ ra, rồi bây giờ lại cũng dính vào cái drama này nữa, mà một cái chuyện hết sức là không có vấn đề gì cả mà tự nhiên ông lại bị dính. Mà tại sao dính vô cái này ta? Có lẽ phải dính vô cái này mới đúng chứ. Đang, à mình đang ở cái này. Các bạn đợi mình chút xíu. Lấy bên này được rồi. Thì ông xin lỗi các bạn nhé, máy móc tôi mệt quá, sáng giờ chưa chỉnh rồi không chịu chỉnh. Thì ông Đàm Vĩnh Hưng á, ông lại bị một cái kiếp nạn của ông, cho nên là phải nói là cái kiếp nạn của ông rất là bấm nó cứ qua bên đây là thế nào đây này. Thì cái vụ mà bà Phương Hằng á, thì ông Đàm Vĩnh Hưng dính vào cái vấn đề cái drama của bà Phương Hằng một cách hết sức là vô duyên, nó không giống ai hết mà ông bị, rồi ông kéo dài từ đầu drama tới cuối drama và cuối cùng là trở thành hai bên đấu với nhau rồi kiện cáo rồi đủ các kiểu và cuối cùng là đưa nhau ra tòa, các bạn thấy không? Cho nên là rất là tội nghiệp cho ông Đàm Vĩnh Hưng. Và sau cái vụ đó rồi ổng nào đã bị bộ công an rồi điều tra rồi về tài sản kiểu các kiểu hết, coi như đã qua được cái kiếp nạn thứ 81 rồi, bây giờ lại dính vô cái tự nhiên cái bây giờ cái nhỏ này tới chụp hình cho ổng mà dính vô kiếp nạn thứ 82 đúng không, tựa chữa tưởng là thoát được nói theo kiểu như ông Đàm Vĩnh Hưng đi đâu cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật tổ Như Lai hết, nói là nó vui chứ cũng tội ổng. Ổng chứ ngoài ổng vui ổng dễ thương các bạn, ổng coi chứ ở ngoài các bạn thấy ông Linh em nói vậy chứ còn ở ngoài ổng bình dân mà ổng dễ thương chứ ổng không có chảnh chọe như những người khác đâu, ổng chân thành ở ngoài rất là dễ thương. Ở đây thì má Tư Quốc Thanh mới đề là cái mặt con ve thì làm gì Đàm Vĩnh Hưng biết nó là ai, chỉ nghĩ là khán giả tặng hoa thì nhận thôi, mà đúng là như vậy, đúng là như vậy các bạn.
Ông Đàm Vĩnh Hưng các bạn biết ở cái đẳng cấp ổng thì ở những ve này ổng ổng có biết tới đâu, mà mấy cái siêu sao hạng A mà ông còn chưa biết tới nữa thì nào. Tôi biết ông Đàm Vĩnh Hưng này từ ngày ông mới bắt đầu ông đi thi tiếng hát truyền hình và ông đạt được cái hạng thứ tư. Tôi biết từ ngày đó, từ ngày còn trẻ trẻ Đàm Vĩnh Hưng đẹp trai lắm. Đàm Vĩnh Hưng ở ngoài chứ dễ thương, tính tình dễ thương lắm các bạn, không không có vấn đề gì đâu. Anh này thì các bạn nhiều khi nghệ sĩ lớn ngôi sao hạng A mà người ta đâu có biết là mấy cái này thế nào, ai có đâu mà để ý đúng không? Cho nên là khán giả nào lên thì chỉ khán giả lên chụp hình thôi. Tôi nói thật thật các bạn, cái thậm chí mấy trợ lý của Đàm Vĩnh Hưng hoặc là mấy cái anh bảo vệ đi theo bên Đàm Vĩnh Hưng đó cũng chả biết cái cô này là ai, cô này có nổi tiếng gì đâu, có được hạng phải sao hạng hạng C gì đâu, F A B C Z gì đó. Là mà lại lại không là cái lĩnh vực ca nhạc mà lĩnh vực mà bolero cái dạng mà bolero mà dân ca tài tử chứ không phải là đi theo ông Hoàng Nhạc Việt bolero đâu, có đâu. Nhưng mà chắc Tết rảnh rỗi không có show không có chậu gì rồi mới chạy lên đây rồi mới mới mặc đồ cho đỏ cho đẹp, mặc cái áo đỏ rồi cái bông hoa đỏ rồi chụp hình làm khổ ông Đàm Vĩnh Hưng. Ông Đàm Vĩnh Hưng thì nghệ sĩ các bạn biết, giờ hát xuống rồi đang người ta bỡ mồ hôi tay rồi, giờ khán giả xin chụp hình chụp ảnh thì ông chụp thôi chứ không đâu có biết. Tại vì khi đứng chụp với ông Đàm Vĩnh Hưng á thì là một cái thằng khác đứng chụp, nhưng mà sau đó thì nó lại đứng nó tặng hoa. Thì Mã Tử Quốc Thanh lại thêm câu là đúng là loài rắn độc, đi đến đâu là phun nọc độc đến đó. Mã Tử mà chửi thì thôi, nhưng mà đúng là cái cô này mình có phải nói rằng là cái người đó xui đi tới cái nhà hàng Đà Lạt, cái nhà hàng đó cũng dính, đi tới đâu cũng bị tẩy chay, và kết quả bây giờ ông Đàm Vĩnh Hưng đang bị tẩy chay, đang bị tẩy chay. Và một số các bạn cứ nói là ông Đàm Vĩnh Hưng đã biết cái cô này là ở trong cái drama cổ gây ra như vậy mà vẫn chụp hình với ổng thế với cổ thế này thế kia là mới đem đi tẩy chay ổng, thì tôi thấy cái này cũng hơi tội, rất là tội nghiệp cho ông Đàm Vĩnh Hưng. Bởi vì tôi biết ổng bận lắm mà không có thời gian rảnh rỗi mà để đi biết qua vấn đề này đâu. Thật sự là chắc ông cũng có nghe drama rồi nghệ sĩ Vũ lên nhà rồi nghệ sĩ Vũ lên rùm 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 vậy thôi chứ ông không có để ý. Trời, các bạn nghĩ sao mấy ngôi sao A họ đâu có rảnh mà họ để ý các bạn. Đúng không? Đây. Bạn nào nói là chỉ trời, tôi nói thật các bạn, hồi xưa giờ nghệ sĩ tôi biết rành lắm mà cô này tôi không biết các bạn. Tôi không biết cổ là ai hết á. Mà nếu mà không có cái vụ ngày 7 tháng 3 mà ra mà giới thiệu hồi xưa mới lúc mà là cái lúc mà cổ ra có đeo tang, tôi nói ủa giờ, coi tôi nói chứ cổ với con Hồng Loan nó đứa nào là con của ông Vũ Linh, tôi còn không biết đứa nào là đứa nào nữa. Thật sự là luôn là như vậy đó, cho nên là rất là tội. Cho nên là chúng ta đã bảo vệ Hồng Loan, chúng ta bảo vệ những cái đúng đi theo pháp luật, đi theo công lý. Vì tôi khuyên các cái bạn trẻ, các cái bạn tôi nghĩ mấy bạn trẻ thôi chứ mấy bạn lớn tuổi thì không có ai rảnh mà làm việc, lớn tuổi thì ai là không biết làm Vĩnh Hưng. Mấy bạn mà vào cái lớp mà Gen Z này là khoảng nhiều 30 mấy trở lại á, hoặc là nhóm group rồi các cái nhóm kín, và lưu ý các bạn trong cái nhóm mà tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng này không phải là một nhóm mà sẽ là có hai nhóm là tôi nói là hai phe đó, nghĩa là một phe là ủng hộ Hồng Loan, nghĩa là ủng hộ dạng là ủng hộ mà bất chấp đó, cực đoan đó, là ai đụng tới Hồng Loan là bắt đầu ấy, thì đó là một nhóm đó ủng hộ thật tình, thì một nhóm đó. Còn một nhóm nữa là cái nhóm phía bên bên cô ta đó, giả những cái nhóm đó là phía bên đó là giả bộ đi nói ủng hộ Hồng Loan này nọ kia để mà tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng. Mục tiêu làm gì, mục tiêu làm gì, mục tiêu là nó sẽ làm cho là bên cái ca sĩ bên cái nghệ sĩ họ sẽ có một con mắt nhìn khác đối với Hồng Loan, thế mà ai cứ đụng tới Hồng Loan là bắt đầu sẽ bị tẩy chay. Những cái nào, những cái người nào khác mà đối lập với Hồng Loan là bị tẩy chay. Những người nó tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng là những người ủng hộ bà Phương Hằng, tôi định nói như vậy. Có nghĩa là các bạn nhớ có một số kênh nha, một số kênh họ sẽ dẫn dắt, một số kênh hồi xưa là bên phía bà Phương Hằng, nhưng mà bên phía bà Phương Hằng thì cũng cũng có một số người là chứ không phải là toàn bộ, một số bất chấp hồi bên đó đã cùng với bà Phương Hằng để mà tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng, và bây giờ qua đây
họ chưa có cơ hội, bây giờ có cơ hội chụp hình với Hồng Loan, với bà HB này, tức là họ đem ra họ làm luôn. Là tới đầu họ bắt đầu họ xiên chiên xào nấu nướng, họ dẫn dắt cái khán giả của họ để mà ủng hộ, để mà tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng. Cho nên chúng ta phải coi chừng, hết sức cẩn thận. Nếu các bạn ủng hộ Hồng Loan là phải ủng hộ theo một con đường đúng đắn và chấp hành pháp luật. Có nghĩa là chúng ta đừng có đổ oan cho người vô tội. Ở đây họ làm không phải là bảo vệ Hồng Loan, mà phải nói là lợi dụng Hồng Loan để mà phục vụ cho những cái mục đích riêng của họ. Cho nên nãy tôi nói rõ, rất rõ các bạn là trong nhóm ủng hộ này không phải hoàn toàn là những người ủng hộ Hồng Loan đâu nhé, mà những người đó sẽ mượn danh nghĩa ủng hộ Hồng Loan, hoặc bây giờ họ ủng hộ Hồng Loan bởi vì họ cần là kiếm tiền YouTube hay thế này thế kia thế nọ, nhưng mà trong lòng họ vẫn còn những cái ngày xưa đối với bà Phương Hằng là về vấn đề Đàm Vĩnh Hưng bây giờ. Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng chơi với bà Phương Hằng rất đẹp, các bạn thấy gì nữa, ra tòa Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố trước tòa là nói vậy thôi, chứ còn cái yêu cầu bồi thường thiệt hại là Đàm Vĩnh Hưng là bỏ hết, không có yêu cầu bồi thường thiệt hại, chỉ cần một lời xin lỗi thôi. Chơi vậy là quá đẹp rồi nữa, chơi vậy rất đẹp nha các bạn. Biết tại sao Đàm Vĩnh Hưng chơi đẹp vậy không? Tại vì trước đó Đàm bà Vĩnh Hưng và bà Phương Hằng trước khi drama xảy ra thì đã có cái mối quan hệ chị em, đã có sự quen biết, đã có sự giao thiệp với nhau. Cho nên rằng là tôi mới nói các bạn ở đây á, là chúng ta ủng hộ Hồng Loan, chúng các bạn đừng có để cho những cái kênh đó họ dẫn dắt các bạn. Lưu ý là những người đó họ vào làm như vậy là hại cho Hồng Loan đó, chứ không có tốt gì đâu. Bởi vì hiện nay Hồng Loan và chị Ni đang cố hết sức để nhờ các bên, các cái nghệ sĩ họ giúp trong cái vấn đề mà sao kê. Họ là những người mà đi tìm, họ giúp được người nào thì đỡ người nấy. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ sẽ làm cho bên phía nghệ sĩ họ là đang có một cái con mắt họ nhìn là Hồng Loan là quá ghê gớm. Ai đụng vô tình cái là cũng bị tẩy chay. Cho nên là chúng ta phải phải lên án những cái bạn đó. Không, Đàm Vĩnh Hưng không có trốn thuế đâu, tôi biết cậu ta mà, tôi biết cậu ta rất lâu, các bạn không có trốn thuế, biết rất rõ, các bạn yên tâm. Mà Đàm Vĩnh Hưng tha đó, xin thưa các bạn là một số kênh YouTube mà lên bờ xuống ruộng đối với công an thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi là phải đóng kênh, mà sau này bây giờ mới qua đây lặp lại đó, mới qua lặp lại bên đây, đã từng đóng kênh bên phía bà Hằng là mới qua để mới làm lại khoảng là 1, 2, 3, 7, 8 kênh YouTube đều bị ăn đơn của Đàm Vĩnh Hưng hết. Nhưng mà sau này Đàm Vĩnh Hưng nghĩ lại thôi, là để họ chỉ ở dừng ở lại cái mức phạt hành chính thôi, chứ nếu mà Đàm Vĩnh Hưng mà làm tới thì đảm bảo các bạn là một số em dính hình sự đó. Ông Đàm Vĩnh Hưng ông nói cái miệng này thôi chứ ông tốt lắm ha, đừng có nói. Ông lên công an thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều mấy bạn kia kiểu lên bờ xuống ruộng bên công an thành phố Hồ Chí Minh dính cái đơn của ông Đàm Vĩnh Hưng rất là nhiều, nhưng mà ông bỏ qua, ông tha hết, ông mới thôi. Coi như bà Hằng thì ông còn bỏ qua được, mấy kênh kia họ cũng kiếm tiền thôi ông bỏ qua, nhưng mà mấy bạn ở đâu có biết được cái lòng tốt của ông, họ đâu có biết là ông đã bỏ qua cho họ đâu. Thì đúng là bà Hằng cũng không yêu cầu hành đi bồi thường, chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà cho nên chúng ta phải nói rằng là trong đó là các bạn phải phải lưu ý cái vấn đề đó, chúng ta phải hết sức cẩn thận nha. Cho nên là một tôi khuyên những khán giả chung, nói chung là những cái khán giả mà trên các kênh của tôi á, là các bạn phải hết sức bình tĩnh, có chuyện gì các bạn nói với tôi sẽ phân tích cho các bạn, chứ đừng có đi theo những cái người đó, không nên đâu. Rồi tự nhiên cái chuyện drama là cái chuyện xã hội, các bạn làm cho là các bạn bị vướng vào pháp luật đó, các bạn mà đi theo họ nói bậy nói bạ, mà khi mà họ, nhất là đối với cái đất nước Việt Nam thì tôi đi nói các bạn là rút nè, nhóm nè, chat nè, kín này nọ này nọ, là những cái group, những cái nhóm kín là thế nào cũng bị theo dõi nhiều nhất. Cho nên các bạn đừng có vô nhóm, vô bây giờ bên Facebook làm thành những cái nhóm rất là dễ, ai muốn vô tham gia vô lôi kéo vô rất nhiều, hết sức cẩn thận bạn. Mình tham gia drama để mà mình tìm ra những cái đúng đắn và mình và bài trừ đi những cái mà nó vi phạm pháp luật. Chứ các bạn tham gia drama mà làm cho xã hội thêm rối loạn trật tự xã hội thì các bạn góp phần vi phạm pháp luật, lúc đó là đừng có mà nói sao là tôi bảo vệ Hồng Loan mà tôi bị, không phải là bảo vệ Hồng Loan rồi muốn làm trời làm đất gì làm.
bạn bảo vệ ai đó là quyền của bạn, nhà nước không có bắt, không có ép các bạn phải bảo vệ người này hay bảo vệ người kia. Nhưng muốn bảo vệ người nào thì bảo, mà phải gì các bạn? Phải tuân thủ pháp luật nha. Mà các bạn đụng với nghệ sĩ nổi tiếng cỡ như Đàm Vĩnh Hưng á, các bạn thứ nhất là các bạn cứ nghĩ đi, trong tủ các bạn bán hết tài sản của các bạn có đủ đền tiền cho ổng không? Rồi hả, chơi mình chơi với mấy người này là chơi nhà giàu đó. Các bạn không thấy vừa rồi mà ổng đưa ra cái mức tiền là phía bà Hằng còn muốn xính dính nó, đừng có nói tới các bạn. Đụng tới Đàm Vĩnh Hưng là vài chục tỷ không à, không có giá vài tỷ đâu. Không có cần bắt tù gì các bạn chỉ bồi thường thiệt hại của ổng bị quảng cáo rồi bị giảm sút xô này nọ thôi. Xô ổng từ trong nước ra tới ngoài nước. Cho nên là mấy cái bạn mà YouTuber mà hồi xưa ủng hộ bà Hằng á, là đã thấy vậy mà còn chưa rút kinh nghiệm nữa. Các bạn cứ tưởng là các bạn ngồi đằng sau rồi các bạn xúi người này xúi người kia rồi các bạn không có bị gì hết rồi. Lầm đó. Nếu mà dính thêm một lần này nữa thì kỳ này ông Đàm Vĩnh Hưng là ông làm tới nơi tới chốn luôn, chứ ông không có tha đâu nha. Mà khi mà đã tới cơ quan công an mà họ tìm ra những cái người mà đã từng đợt trước mà ông đã tha rồi mà dính nữa thì kỳ này là lên đường luôn. Kỳ này là hết đường về với vợ con luôn. Tại vì ông đã tha một lần rồi mà bạn làm lần nữa là ông không tha đâu. Cái vấn đề mà ông chụp hình với cái cô kia thì không có trách ông được. Vì khán giả thì biết bao nhiêu là người. Chụp thì tới chụp, tôi làm sao mà nhớ mặt nó à, phải như Lệ Quyên thì ông nhớ, hoặc là những cái người mà nổi tiếng thì ông nhớ chứ. Còn con ai mà nhớ. Bạn đi tới cái chỗ nghệ sĩ bây giờ, tôi thì tất cả các bạn tới xin chụp hình là ông chụp hết. Ông không phải là người này mới chụp người kia mới chụp, ai tới chụp là ông chụp hết, đúng không? Cho nên là chúng ta phải nha, nhưng mà điều khi phải thấy rất là tội cho ông Đàm Vĩnh Hưng. Điều này cũng chứng tỏ là mấy người này rảnh, đúng là họ rảnh thật các bạn, chứ không có việc gì làm mới đi theo kè kè mà phá người ta như vậy, chứ ổng đâu có cái vậy, đúng không? Khi mà mình mặc một cái áo mà mình đi tìm kiếm người ta như vậy thì điều đó chứng tỏ là đây là một cái thế, chúng ta gọi là gì, là một cái thế gài. Đây là một cách mà các bạn mà ồn ào lên mà các bạn tấn công ông Đàm Vĩnh Hưng đó, đó là các bạn bị lọt vô cái thế gài bẫy của họ rồi đó. Mày hiểu không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó đi chụp hình vậy rồi nó về rồi nó phone cái hình nó lên là chọc tức các bạn, rồi các bạn nhảy vô các bạn. Bây giờ trên mạng hiện nay như thế nào? Bây giờ hiện nay là fan những cái người mà tự cho là mình ủng hộ Hồng Loan á mới kêu gọi tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng, tấn công Đàm Vĩnh Hưng, mà ông Đàm Vĩnh Hưng tới giờ này ông cũng vẫn chưa biết gì luôn. Thật sự là như vậy, trên trang ông không nói gì ông cũng vẫn chưa biết gì luôn. Rồi fan của ông Đàm Vĩnh Hưng á thì nó phải bảo vệ thần tượng của họ, thế là quay ngược trở lại tấn công fan này, fan của phía mà không biết fan nào, nhưng họ tự xưng họ là những người ủng hộ Hồng Loan. Chết dở không các bạn? Giờ hai bên tấn công nhau đã qua đã lại. Rồi các bạn, fan Đàm Vĩnh Hưng có lượng fan hâm mộ lớn lắm mà, không có đùa đâu. Lượng fan hâm mộ đã từng đấu với phía của bên bà Hằng, các bạn biết không, có giận vừa. Cho nên là mấy mà fan hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng toàn là Gen Z không, có nghĩa là những cái bạn trẻ không. Trẻ thì họ không có nhịn đâu. Tự nhiên cái nhào vô cái tấn công như vậy. Cho nên là tôi xin thưa các bạn là chúng ta, thì đúng rồi, cái này là sao chổi mà. Nghĩa là họ đi cố tình đi tới đó để mà xin chụp hình được với Đàm Vĩnh Hưng. Khi mà chụp hình được với Đàm Vĩnh Hưng xong rồi mới đưa cái hình phốt lên, thế là các bạn nhào vô các bạn tấn công Đàm Vĩnh Hưng là các bạn sập bẫy. Nghĩa là nó sẽ làm cho các nghệ sĩ đó, tôi đã nói rồi thấy chưa, phía bên con Hồng Loan là toàn những người vậy đó. Tôi nói mấy ông mấy bà không nghe, bây giờ tôi mới chụp hình với ông Đàm Vĩnh Hưng, nó bay vô tẩy chay ông Đàm Vĩnh Hưng rồi, thấy chưa. Nó hồi giờ các cái sẽ chứng minh các nghệ sĩ, các bạn thấy không? Cho nên là ông Đàm Vĩnh Hưng có biết gì đâu, ông Đàm Vĩnh Hưng nằm úp hình hết. Mấy các bạn nghĩ cỡ như ông Đàm Vĩnh Hưng ông mới ngồi lên mạng úp mình hơn, có chăng là lính của ông nghệ sĩ ông làm thôi, chứ ông người nào ông làm. Đàm Vĩnh Hưng không úp hình lên đâu, tôi biết chắc luôn. Ông không bao giờ làm những cái chuyện đó người đã úp hình lên, nhưng mà không phải Đàm Vĩnh Hưng úp, người khác úp chứ Đàm Vĩnh Hưng không úp.
Bình Hưng ổng không biết gì đâu. Mấy ông đó cái đời nào mà rờ tới mấy cái Facebook trợ lý làm hết. Ổng có một vàng mấy chục bảo vệ trợ lý, vừa bảo vệ vừa trợ lý luôn, chứ ổng có làm đâu. Ekip đó, nó dùng từ ekip là chính xác. Mà nhiều khi cái đám ekip ổng cũng không biết mày đâu mà. Thì thấy chụp hình đẹp đưa lên chứ. Chứ họ không biết cái cô này đâu. Tại vì trong drama thì cô này cô nổi tiếng, chứ ngoài đường chả ai biết cổ là ai đâu các bạn. Cho nên là thôi, đừng có. Cho nên các bạn, đúng rồi, tôi đồng ý với bạn Hoa Phạm, đừng vì một tấm hình, cũng như bữa hổm nha, cái tấm hình anh Kha với Hồng Loan với chị đi chụp đưa lên đâu có vấn đề gì đâu, tự nhiên cái ì xèo hết. Cho nên là các bạn, mình nói cái gì chúng bạn các bạn đừng có nên đánh vào cái hình hình thức bên ngoài, mà chúng ta phải đi vào sâu của cái bản chất bên trong của sự việc. Nhiều khi có những việc chúng ta nhìn như vậy nhưng mà tưởng như vậy nhưng mà không phải là như vậy. Bạn Nguyễn Dung bọn nó Đàm Vĩnh Hưng đăng, Đàm Vĩnh Hưng sao mà đăng? Các bạn ở cái vị thế của ông Đàm Vĩnh Hưng, các bạn ngồi đó, các bạn đăng từng tấm hình lên lên trang Facebook không? Đứa nào chụp, đứa nào ấy rồi đứa nó up lên, chứ ông Đàm Vĩnh Hưng không có đăng. Thời gian của ông tính ra toàn tiền tiền ấy không, chứ đâu có đi đăng ba cái vụ đó. Cái đám ekip với trợ lý á, mà ekip trợ lý thì nó lo việc khác, buổi tối nay nó ăn xong nó ngồi đi, nó đi coi drama để nó biết người nào sao. Tụi nó không biết cái drama này, nó chỉ nghe phong phanh thôi, chứ người nào ở trong người nào ở ngoài thì nó không biết. Thật sự là như vậy, mình ở trong drama các bạn cứ tưởng là ở ngoài ai cũng biết, cái thật sự cái drama này chỉ có người ấy thôi, chứ còn mấy người kia, mẹ mấy người đó bận rộn họ lo kiếm tiền của họ, chứ họ rảnh đâu họ đi nghe mấy cái drama. Chúng ta phải, trước khi chúng ta đánh giá một người nào đó, chúng ta phải đặt mình vào cái vị trí của họ nha. Nhưng mà nói chung là thôi, các bạn đừng, nếu các bạn yêu thương Hồng Loan thật sự thì chúng ta bỏ đi cái vấn đề mà tẩy chay ông Đàm Vĩnh Hưng, thêm bạn chứ đừng có thêm thù, thêm bạn chứ đừng có thêm thù. Mà hiện nay Ni và Hồng Loan đang, sở dĩ Hồng Loan mà và gia nhập vào cái showbiz gần gần tới là để mà nhờ cái sự ủng hộ của các cái nghệ sĩ trong cái vấn đề sao kê. Các bạn phải hiểu cái vấn đề chỗ đó, và tụi nó sợ, đang rất sợ cái vấn đề sao kê. Nó sợ nghệ sĩ ủng hộ sẽ đưa hết vàng nó vào để đánh cái chiêu này, để em đánh ra. Ở đây lại bạn bạn Phong Võ Hoàng rồi, bạn đâu bạn vô đây vậy? Mấy cái ở đây khi mà nói những cái đề tài này tụi nó sẽ vào nhiều, anh Hoàng Công Gia, chị Madam Quốc Lập này cho lên đường hết đi nhá, chắc chắn tụi nó sẽ vào đây á. Bây giờ đây để nó định là nó nghe cái tên Đàm Vĩnh Hưng như thế này ra, định vào đây để mà nó nói xấu Đàm Vĩnh Hưng để nó lôi kéo mình về phía đó. Ai ngờ nó thấy quan điểm của tôi nói khác với cái đề tài là bắt đầu nó chửi bới. Cho nên là nói những cái đề tài này là chị Quốc Lập với anh Hoàng Ông Gia là cứ mời đi hết đi nha, đừng có để cho nó, chắc chắn là tụi đây nha. Cho nên là chúng ta phải nhìn cái vấn đề, các bạn nhìn cái vấn đề cho nó thoáng nha, chứ các bạn nhìn cái vấn đề mà các bạn, tại vì nói chung là có một số bạn không có kinh nghiệm, các bạn thì còn trẻ tuổi không kinh nghiệm, không có kinh nghiệm là đúng rồi, tôi thì tôi già rồi nó khác, đúng không? Cho nên là chúng ta phải tin. Chứ Đàm Vĩnh Hưng người nó rất là đàng hoàng, càng lớn tuổi càng đàng hoàng đứng đắn lắm, chứ không không có tào lao đâu. Cho nên các bạn đừng để cho một cái số bạn đó là làm những cái chuyện vậy đó. Làm vậy chỉ có ảnh hưởng tới Hồng Loan thôi. Nhưng mà nếu ảnh hưởng tới Hồng Loan thì ai có lợi đây? Các bạn coi, nếu như cái việc này xảy ra ai là người có lợi? Có phải là phía bên kia họ có lợi không? Có phải phía bên kia có lợi không? Đó, cho nên chứ tự nhiên ngày mùng 3 nó đem nó mặc quần mặc áo súng xính đồ rồi tới nó chụp hình với người ta. Dễ mà. Nó đi nó có một cái nhóm của nó để nó canh me đứng sát sát sát, chứ rồi bản thân chị ta là nghệ sĩ nữa. Chị ta là biết rồi đi tới khúc nào để có thể mà canh ổng vừa bước xuống là chụp hình liền. Chuyện nó có dễ hiểu chứ đâu có gì đâu, đúng không? Rất là dễ hiểu. Tôi biết ông Đàm Vĩnh Hưng rất là, từ hồi còn trẻ tới giờ tôi biết rất lâu, và tôi biết rất rõ trong cái vấn đề mà drama của bà Phương Hằng, ổng đối xử với mấy kênh kia như nào. Lúc đầu ổng làm cứng lắm, một hai là phải làm, một hai là phải làm thế này thế kia. Đi làm đã rồi lúc đầu là ổng mới thôi, ổng dơ cao nhưng mà ổng đánh khẽ. Cho nên qua cái đó tôi đánh giá rất cao ổng, mà chứ ngoài ổng vui tính lắm các bạn.
mà làm từ thiện cũng rất là nhiều. Hôm đó tôi rất thích ổng cái vấn đề mà làm từ thiện trong cái vấn đề mà Covid đó, ổng dám xăm mình, ổng lên mấy cái trường đại học ổng hát, mà thậm chí ổng còn lấy đồ tài sản đồ đạc của ổng từ quê gửi vô để cho mấy cái người Covid đó, mấy người nghèo, người khổ, nhà trọ rồi ổng giúp nhiều lắm. Nhưng mà ổng làm ổng không có nói cho nên các bạn không biết, cho nên mình đừng có để những người tốt, đúng không? Bây giờ ông Trấn Thành ông vài bữa cái phim Mai ông ra cái nó tới nó đưa cái bó hoa cái nó chụp hình với ổng, rồi chẳng lẽ ông Trấn Thành ông lúc ông nói ê mày Rama, mày là bên kia tao không dám chụp hình, mày tao chụp hình tao bị tẩy chay sao? Chẳng lẽ ở một cái tư thế một cái siêu sao như ông Trấn Thành chẳng lẽ mở miệng nói vậy, nó cũng khó các bạn chứ, cái nó cũng khó đúng không? Đây là con nhỏ này nó chơi nó đưa người ta vào cái thế phải chụp với nó. Chứ một người thì chủ động mà một người thì làm sao giờ? Đàm Vĩnh Hưng thì năm nào cũng vậy các bạn, năm nào dịp Tết anh cũng đi vào, anh dành ưu tiên thời gian để vào các trại giam để hát. 20 năm nay anh ta vẫn như vậy, rất tốt. Cho nên là bây giờ các cái fan của Đàm Vĩnh Hưng thì họ bức họ tấn công lại là đúng rồi. Cho nên là các bạn, bây giờ bạn nào mà ủng hộ Hồng Loan mà thực sự yêu quý Hồng Loan, yêu quý Mũ Linh thì các bạn ngưng đi, đừng có tham gia vô cái vụ này. Bạn nào lỡ tham gia rồi rút ra, để cho những cái bọn nào mà hiện nay vẫn còn đang kêu gọi tẩy chay tấn công ông Đàm Vĩnh Hưng là nó sẽ lòi ra cái bộ mặt là cái nhóm nó thuộc nhóm nào liền, lòi ra bộ mặt liền, đúng không? Trời ơi, nếu mà nó biết nó là mặt dày thì nó là người tốt rồi, nó đâu cần biết mặt dày mặt mỏng. Không có nghĩa là nó sẽ tranh thủ mọi mục tiêu, nó bất chấp, nếu mà con người nó là có thể diện thì nó đâu có tranh giành tài sản đâu, nó dạng nó bất chấp mọi mưu mô mọi mưu hèn kế bẩn nó đều làm hết, đúng không? Chứ nó đâu có nghĩ tới danh dự gì của ông Đàm Vĩnh Hưng. Đối với nó, ông Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ là một con mồi để cho nó thực hiện thôi. Cho nên là tôi khuyên các bạn nha, trong có bất cứ drama bây giờ càng về cuối khi mà cái vấn đề sao kê càng tiến hành thì tụi nó rất sợ, mà một khi nó đã sợ rồi thì trò gì nó cũng có thể 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 đem ra để nó chơi hết, cho nên hết sức bình tĩnh, cứ từ từ. Giờ các bạn có tấn công ông Đàm Vĩnh Hưng thì cũng Hồng Loan nó cũng không thắng được, thật sự là như vậy, thật sự là như vậy. Tôi có gọi ngồi để tôi gào 1.000 đêm của Hồng Loan nó đã thua rồi, nó vẫn phải thua thôi. Cho nên cái thắng thua hay không á là vấn đề không phải là tôi nói nhiều hay là tôi nói ít, mà không phải thắng thua hay không là bên kia nó không tấn công là thua hay là nó tấn công là thắng, không phải vậy. Mà thắng thua là ở phiên tòa, mà phiên tòa thì là phải nói bằng chứng, nhân chứng, vật chứng. Còn đây là cuộc chiến truyền thông, mà chơi cuộc chiến truyền thông á, ai giữ cái đầu lạnh, ai bình tĩnh thì người đó thắng. Ngay cả trong cái bên phía ủng hộ Hồng Loan á, có một số bạn á là rất tinh thần chiến đấu rất là cao, là chiến đấu với phía bên 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 đối thủ á, bên ve đó ha, là đứng đầu ngọn ngọn tuyến, là coi như là ông tướng đi đầu đứng đầu chiến đấu và dữ dằn lắm, nên là thắng giòn giả từ lúc này có lúc khác. Nhưng mà rồi sao? Nhưng mà rốt cuộc là không được phía bên đây ủng hộ. Tại sao? Tại sao? Tại vì mình cứ mãi mê chiến đấu, mãi mê chiến đấu với người khác, nhưng mà quên đi là cái tâm nguyện của cái phía bên đây là gì? Tâm nguyện là sao kê? Tâm nguyện là bảo vệ gia đình Hồng Loan, tâm nguyện là bảo vệ danh dự ông Vũ Linh. Cho nên trong chiến đấu bạn chỉ cần thắng bên kia, bạn bất chấp, bạn dùng tất cả mọi phương tiện nào để có thể thắng được họ là các bạn thắng. Nhưng mà rốt cuộc có sự thắng của bạn, bên kia nó chưa chết chưa ngã gì hết, mà bên đây thì rất là phiền lòng. Nhờ khi bạn thấy cái chiến thắng của bà không của bạn không được người khác hoan hô, không được người khác ủng hộ, mà người ta còn lên tiếng, người ta cho người ta là phản đối bạn nữa, thì bạn không còn tinh thần để mà làm. Bởi vì mình nói mình làm vì vì bên đây mà rốt cuộc giờ không được ủng hộ, cái đó không trách ai được các bạn, mất ai được. Cho nên là đó là gì, say mê chiến đấu nhưng mà mất tỉnh táo, mất tỉnh táo rồi tự mình đi hại chính mình và tự mình làm yếu đi cái sức mạnh của phía bên này.
cái phía bên này đang có sức mạnh tự nhiên, bạn làm vậy rồi bạn rời đi, không thể rời đi được. Bởi vì ở đời con người ta đều có, ai cũng phải trong những quá trình lên mạng xã hội này sẽ bị rất nhiều sức ép, đặc biệt là những người ngồi trực tiếp như tụi tôi rồi gặp rất nhiều sức ép. Nhưng mà nếu chúng ta mất bình tĩnh, chỉ cần sai sót thôi. Nhưng mà các bạn nhớ, ở đời nó có những cái sai lầm chúng ta có thể sửa, sai thì sửa, không sợ là sai mà không sửa. Nhưng lưu ý chỗ là có những cái sai có thể sửa được, có những cái sai khán giả sẵn sàng dang rộng hai bàn tay tha thứ cho mình được, nhưng có những cái sai không thể nào cứu chữa được, không thể nào cứu chữa được. Vừa khán giả có muốn tha cho mình và bản thân mình cũng cảm thấy không không thể được. Ở đời đó là mình tự mình đưa mình vào hẻm cục các bạn. Mà cái này đó là thường thường những người ăn học cao là hay bị chủ quan cái vấn đề này. Tại sao vậy các bạn? Mấy người đó tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà bởi vì trong cái quá trình đấu tranh đó, chúng ta phải nhớ là phải có cái tu dưỡng rèn luyện đạo đức nữa. Không phải chiến thắng bằng mọi giá đâu. Cái chiến thắng là phải làm sao phải được lòng người. Cho nên ngày xưa ông cha chúng ta đánh giặc cũng vậy, chiến thắng mà phải được lòng dân. Chứ bạn chiến thắng, bạn giành một cái đất nước đó mà bạn không được lòng dân thì dân nó không ở với mình, đúng không? Thì ở đây cũng vậy, bạn chiến thắng nhưng bạn không được lòng cộng đồng mạng thì làm sao? Chứ chẳng ai nói gì mình hết đó. Nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy là mình làm hết sức mình cố gắng, mình dùng mọi mưu trí để mà mình thắng đối thủ, mà bây giờ về cộng đồng mạng không ủng hộ mà còn 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 khinh bỉ mình nữa thì mặt mũi nào? Bởi vì tôi nói các bạn, không phải là mình đừng có đưa mình vào cái mức độ mà tới cái mức độ là người ta không thể nào tha thứ cho mình được, mà ngay bản thân họ, đừng có nói tới cộng đồng mạng, ngay bản thân họ họ thấy là họ còn không thể tha thứ cho họ được, họ còn không thể tha thứ cho họ được. Cho nên là tiên trách kỷ để hậu hạ trách nhân, đúng không? Mình làm một cái gì á, trước khi mình muốn đánh đối thủ mình phải suy nghĩ là sau khi mình làm cái chuyện này cộng đồng mạng mình sẽ phản ứng như thế nào, cái hậu quả nó sẽ xảy ra như thế nào. Khi mình làm một chuyện gì mình nghĩ cho người khác trước thì mình sẽ không bao giờ thất bại. Còn mình làm gì mình bất chấp, mình cứ làm miễn thắng là ok, như vậy là không được. Cuộc chơi nó có trí tuệ là chỗ đó. Và tại sao các bạn, nếu mà mình tu dưỡng đạo đức trong lòng mình lúc nào cũng có nhân bản, lúc nào cũng có nghĩ tới người khác thì bạn sẽ không bị sai lầm. Còn nếu là cái tôi của mình lớn quá, tôi giỏi, tôi chiến thắng, tôi phải thế này, tôi phải thế kia, tôi phải chứng minh cho mọi người biết là tôi là thế này, tôi là thế kia, rốt cuộc chả được gì hết. Thanh giả tự thanh, người tốt thì đương nhiên cộng đồng mạng họ nhìn ra hết, không có cần mà phải thế này kia. Cho nên tôi nói các bạn, đừng có, khi mình có tài thật nhưng mà phải có đức, cái là mình chỉ có mình cứ lo mình chiến đấu với tụi ve, lúc là mình bỏ cái lợi thế của mình đi. Cho nên phải hết sức cẩn thận nha, không có đùa đâu, cuộc chơi về cuối cùng các bạn có đấu nhau trên trên truyền thông rồi rốt cuộc rồi trả được cái gì hết mà để dính vô pháp luật. Có đấu gì đấu mà ông Kha này ông không có đủ bằng chứng, không có đủ vật chứng thì Hồng Loan nó vẫn thua. Cho nên các bạn làm sao mà kêu gọi mọi người, ai có bằng chứng, ai có vật chứng gì đó chuyển về đó, để cho người ta thu thập bằng chứng, cái đó mới là cái quan trọng. Mình nghe để mình biết để mình tránh thôi, chứ đừng có kéo nhau rồi tẩy chay người này tẩy chay người kia rồi các bạn chửi nhau, tụi nó không có lợi ích gì hết. Tụi nó là cùi bắp của các bạn, chửi nhau tụi nó làm cái gì? Nó đã chơi liều rồi, nó gài thế các bạn, rảnh đi kiếm tiền, không có rảnh mà đi chửi nhau tụi nó, để kiếm tiền lo gia đình mình hơn, đúng không? Ủng hộ Hồng Loan không có nghĩa là phải đi chửi nhau với tụi nó, không phải đi cãi nhau tụi nó. Hồng Loan ở đâu có kêu các bạn đi chửi nhau cãi nhau cho nó đâu. Rồi vài bữa nữa hễ mà không được có lên kể lể giống như cái bà mì xào kia nữa, công của tôi thế này, công tôi thế kia, đúng không? Bây giờ có nhiều người còn vậy nữa, chưa chịu đâu, không chịu nhường ai hết. Cuộc sống mà chúng ta là một cộng đồng,
cộng hưởng với nhau, người này phải có người kia phải có người nọ. Mình nhường người khác một bước cũng chẳng có mất đâu hết. Người mà chịu chịu nhường nhịn người khác thì người đó mới gọi là có trí tuệ cao, mới gọi là minh mẫn. Còn người lúc nào cũng hơn thua với người khác thì xin thưa các bạn, học cho nhiều cũng vất. Học cái nhiều cũng vất. Lúa chín là lúa phải biết cúi đầu. Người mà càng học cao thì càng phải khiêm tốn, phải khiêm nhường. Chứ không có lên trên mạng này, không gian mạng này nhiều người giỏi lắm kìa, cỡ như tôi chưa xi nhê gì, một vài cái bằng thạc sĩ cũng chưa xi nhê gì, nhiều người còn giỏi lắm, nhiều người còn có chức vụ địa vị xã hội, họ sau khi họ làm họ về hưu họ theo dõi. Trên kênh tôi có nhờ, có hồi xưa tôi làm Thiền Am là có mấy bác mà còn làm ở bên tòa án tối cao về hưu xem. Chứ không có đùa đâu. Lúc đầu tôi không biết. Tôi không biết sau này có một số bạn đó tôi mới biết. Cho nên họ vẫn về để họ vẫn theo dõi con mình như thế nào. Rồi để cái gì hỗ trợ thôi, tại về hưu rồi. Cho nên trên mạng xã hội này có rất nhiều người họ rất là hiểu biết. Nên chúng ta đừng có mà tự cho mình thế này thế kia. Nhưng để tương đối, những cái trò này là những cái trò con nít mà các bạn để cho cái con ve nó lôi kéo các bạn vào chuyện này hết sức là ổn. Bình tĩnh đi, không có gì cả, không có gì cả. Có chụp một vài tấm hình cũng chả ăn thua gì, không có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Cũng chả phải chụp cái hình với ông Đàm Vĩnh Hưng rồi Hồng Loan thua, không có đâu. Nó thua là nó thua, các bạn với tôi có gào cỡ nào nó cũng thua. Thắng hay thua là hỏi ông Kha kìa kìa. Bên đó quyết định chứ không phải là tôi với các bạn quyết định đâu. Thế nhưng tại sao chúng ta phải nói? Nếu mà cô đã nói vậy còn lên trên mạng xã hội nó làm gì? Tại vì sao? Bởi vì mình không nói tụi nó sẽ dùng cái mạng truyền thông, nó sẽ loan chuyện cho nhiều người biết, đúng không? Rồi các cái fan ủng hộ của ông Vũ Linh thì lại không yên tâm, cho nên phải nói để giữ lực lượng của mình. Đó. Ông Đặng Vĩnh Hưng chả biết ba cái tụi rẻ tiền này đâu, mà đặc biệt bên cả lương không có biết đâu. Nói vậy rồi bây giờ chúng ta nói vậy để mình cho các bạn ổn định nha. Tôi định tôi không nói mà xôn xao, nhưng mà tôi biết rõ ông Đàm Vĩnh Hưng rất là, tôi biết rõ tư cách của ông Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều. Ông coi ông cái miệng chứ ông mấy anh em hồi bên phía bà Hằng đó là hồi xưa cũng tấn công ông dữ dội lắm, không phải mình bà Hằng, nguyên một cái band kia nó tấn công ông nữa. Nhưng mà sau khi thua công an có đủ bằng chứng hết nha các bạn, nhưng mà ông đề nghị thôi để ở cái bước để cho người ta về ta lo vợ con người ta. Ông Đàm Vĩnh Hưng ông được lắm đó, chứ đừng có nghĩ sai về ông. Đây, chúng ta trở lại cái đề tài hôm qua các bạn. Từ nay tôi tìm kiếm được cái bà 20k đó, bà viết cái về vấn đề và cái sáng đèn của Hồng Loan đó các bạn. Ba đề này nè: tổ sân khấu, tổ cải lương linh lắm, không sạch sẽ, không có được sạch sẽ làm sao mà độ sáng đèn được. Mang tiếng làm sân khấu, làm nghệ thuật mà đu bám drama dơ kém sang, cơ hội một lúc mang tiếng mang nhục cả đời khinh. Đó là chị ta. Cái này là tôi chụp hình sẵn đó nha, anh Kha lấy cái này ra, cái này là đủ cho bà đi luôn rồi. Tôi nói dòng cái thứ mà đến hồi nó may cái miệng được chính nên nó cũng còn cái nó cũng dính à. Cái miệng mình đã quen rồi khó mà giữ đó. Nên bây giờ có thấy không? Đó là mà ông đạo diễn thì ông lại sợ ngại dính ra mau bây giờ là tối nó là như vậy. Rồi tôi không biết là ngày hôm qua tôi coi lại thì tôi thấy rằng là cái bài ngày hôm qua tôi nói về cái vấn đề mà Hồng Loan quảng cáo thì tôi thấy rất là nhiều, đa số là hầu như là 99% các bạn đều ủng hộ, chỉ có 1-2% nó vô nói là Hồng Loan không có trình độ thế này thế kia, đâu quảng cáo được, nhìn ngay có phía bên kia nó vô nó lấy rồi. Con số nó không được 1%, nó chỉ khoảng là 0.001%, được có 1-2 cái like thôi. Ba kênh mà tôi đều thấy như vậy. Thì cái kênh Mặt Trời Mới ngày hôm qua tôi nói các bạn là tôi up lại sao đúng không? Có tôi chơi hai cái hình Hồng Loan lớn thật lớn hai bên, tôi để dàn chữ ở giữa. Trong vòng có mấy tiếng hộ giờ quốc mười mấy ngàn, ngang bằng với kênh Nielsen. Hồi đó là mấy ngày nay sau từ ngay kênh Mặt Trời Mới sau khi phục hồi lại một tuần lễ thì cái số lượng người xem rất là ít, bởi chắc là do hình ảnh nó xấu. Được có 4-5 ngàn. Cái đó mới hồi đêm quốc lại là khoảng có 2-3 giờ sáng, bây giờ đã mười mấy ngàn.
Đó, cái hình ảnh của Hồng Loan nó lớn, tôi đưa hình ảnh Hồng Loan lớn lên để mà tôi nói là tại sao hình ảnh Hồng Loan là không được đưa ra để mà quảng cáo cho phim Sắc Đẹp, thế là bắt đầu vô rồi đúng không? Cho nên tụi này nó sẽ nói để nó ngăn cấm nè. Tôi thấy là tôi đưa ra ý tưởng đó và các bạn đa số đều ủng hộ, nhưng mà tôi không biết là đạo diễn với chị Ni thì nó như thế nào, để vài bữa chị Ni qua rồi coi tình hình nó như thế nào mình không biết nữa. Rất dễ thương các bạn. Có một anh đã nói là nếu mà làm quảng cáo rầm rộ như cô nói thì nguyên gia đình của tôi sẽ đi máy bay vào Sài Gòn để mà coi cái phim này. Cái dễ thương các bạn thấy không? Nguyên gia đình đi máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để mà xem phim này. Chắc có lẽ là cái anh đó anh không biết là phim này khi một khi chiếu là chiếu cả toàn quốc, cho nên Hà Nội là chắc chắn là sẽ có chiếu. Đó. Như vậy thì mình không biết cái đạo diễn chứ Ni nghĩ như thế nào vậy, mai hoặc là mốt Ni qua không biết Ni có nói đạo diễn không. Nếu mà ngoài cái quảng cáo hình ảnh ra phải quảng cáo là phim chiếu tại đâu, rạp nào, từ lúc mấy giờ tới mấy giờ, chứ bây giờ bắn bây giờ đi coi phim rạp nó cũng khổ lắm các bạn, cũng khổ lắm. Bây giờ coi phim rạp bây giờ cứ toàn là phải lên trên mạng rồi vô cái được trang web rồi bắt đầu mới coi suốt mấy giờ tới mấy giờ, mà dân mà coi cải lương toàn mấy ông già bà lão không, cái điện thoại cầm lên thì chỉ có là bấm nghe với bấm gọi thôi, còn muốn coi YouTube như mình vậy nè là phải nhờ con cháu nó lấy giùm cái kênh YouTube, là lúc đó chỉ có bấm ra mà xem thôi. Chứ còn mấy ông già bà già đâu phải ai cũng biết mạng xã hội đâu, mà giờ kêu vô trang web và lục ra chỗ nào bán vé thì cái nước mà chết dở. Cho nên là mình tiếp cận với cái lượng khách này là phải coi cách như thế nào. Ví dụ như ở mấy cái địa phương tỉnh á, thì mình phải thuê những chiếc xe mà đi quảng bá là sẽ chiếu phim chiếu mấy giờ, giống như ngày xưa đó, trong trong cái phim Sáng Đèn nè, ngày xưa nó có cái lần mà có chiếu lại cái hoạt cảnh mà mỗi đi hát cải lương ở cái chỗ nào á, là phải cho xe gọi loa đi từng nơi để mà kêu đó. Thì bây giờ cũng làm vậy thôi, chứ giờ phim ra thì chiếu ở rạp, rạp thì chiếu ở thị trấn thành, chứ làm gì trong trong mấy địa phương xa làm gì có, đúng không? Cho mình phải thông tin tới vùng sâu vùng xa để cho người dân họ nghe. Đó, giờ phải có những cái phương hướng như thế nào để lôi người ta tới rạp, người ta không tới mình phải lôi người ta tới rạp, chứ không phải là tôi làm bộ phim đó rồi đó tôi chiếu đó ai coi tới coi đi. Nói vậy thì như phim của Trấn Thành thì nói vậy được, còn phim mình nó là cái dạng khác, thật sự nó vậy các bạn. Không phải tôi nói đâu, ngay cả cả chùa cũng vậy, cả chùa cũng vậy nữa. Mình lập một cái chùa ra mà cái chùa mình không có Phật tử thì mình phải hiểu nguyên nhân tại sao không có Phật tử, và mình phải làm sao mình lôi cho được Phật tử tới chùa thì cái chùa nó mới hoạt động được. Cái chùa mà không có Phật tử thì coi như là xong luôn rồi. Chùa không có Phật tử cũng y như phim Sáng Đèn mà không có khán giả coi vậy, y chang vậy, không khác chút nào hết đó. Đúng không? Làm sao nhớ được? Nó thật đó, khán giả yêu thích cải lương rồi là khán giả lớn tuổi vùng sâu vùng xa làm sao mà biết được? Cái mình phải, người ta không biết thì mình phải làm cho người ta biết. Ngày xưa phương tiện không có mà người ta còn bắt loa ta hát bữa nay là đoàn cải lương về hát tại đâu mà bây giờ mà làm gì mà nói chuyện, mà bây giờ không có điều kiện, vấn đề là có làm hay là không thôi. Còn làm phim kiểu quý tộc là kiểu mà quý sở tộc là tôi thua. Làm phim cổ thì mình phải chơi theo kiểu cổ. Tôi nhớ ông sư phụ tôi, ông có đệ tử lập một cái chùa, ông tới ông thăm cái chùa vùng nông thôn mà dân ở đó toàn là dân đạo Phật không, nhưng mà không ai chịu đi chùa hết, không ai chịu đi chùa hết. Hỏi lý do sao nó không biết, tự nhiên không thấy ai tới chùa hết. Ok, cái bắt đầu mới người ta không tới chùa thì đi tới kiếm người ta, đi tới từng nhà hỏi thăm lý do sao người ta không đi chùa đó. Rồi bắt đầu là ở nhà, rồi ông mới chỉ cho là mấy thầy mấy cô ông chùa, là bắt đầu là mới làm những cái món thức ăn rồi đi tới trong làng trong dân hỏi mới tặng cho những tặng gọi là bữa nay chùa của mình mới về đây, chùa tên gì địa chỉ ở đâu. Rồi có những cái thực phẩm mà cúng Phật rồi đem tới rồi đưa kính biếu các bà con dùng cái bữa cơm của Phật. Nó vậy cái mấy người kia hỏi ủa cái chùa nằm ở đâu chỗ nào sao con không biết, cái là mày cho cơm vậy đó thôi, bữa nào tới chùa từ từ cái làm tìm cách lôi kéo người ta, gây tình cảm cho người ta, người ta thấy mấy ông thầy bà cô dễ thương quá rồi người ta mới tới chùa. Các bạn thấy chưa, tới chùa mà còn phải đi lôi Phật tử về chùa đó,
cái chùa mà không có Phật tử thì là thôi rồi, chùa Bà Đánh rồi không? Thì cái phim mà không có khán giả coi như thế nào, các bạn thấy không phải chuyện tu, là cái ông ngồi xây cái chùa Chà Bá ở đó rồi cái Phật tử nó mò tới đâu, phải đi kêu gọi, phải đi chiêu dụ, đúng là như vậy đó các bạn. Chùa bây giờ cũng cạnh tranh lắm, cho bạn tưởng không có Phật tử, không có ai cúng dường thì coi như là chết thôi, ông Phật trong đó trở thành Phật chết. Mà nếu mà chùa có nhiều người Phật tử tới cúng dường thì ông Phật bức tượng đá trở thành là ông Phật có linh hồn hoặc sao. Tôi nói các bạn tới chùa mà còn vậy thì làm sao mà tới phim ảnh mà cứ ngồi một chỗ một cái kiểu đó quảng bá vừa rồi tôi không biết rồi bá là chừng nào phim chiếu, là tôi biết chiếu mùng 1 thôi, cái tôi lại cứ tưởng là chiếu ngày mùng 1 là toàn bộ trên các cái rạp trên toàn quốc là 24/24 chỉ chiếu phim của Thắp Đèn thôi, tôi nghĩ là như vậy. Ai ngờ bây giờ té ngửa ra chiếu còn suất, 2 suất ở thành phố rồi, có 2 suất mà toàn là 2 suất. Giờ tôi mò các bạn nói ở Hà Nội mà chiếu suất 23 giờ đêm, 23 giờ đêm anh đi coi trời, đúng không các bạn? Cho nên là mình thấy là cái cách quảng bá này là không được, mà quảng cáo phim mà chỉ để cho mấy cái báo chính thống quảng cáo được tới quẹt 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 có 1-2 câu chả có thấy sức sống gì cả. Báo thì nói theo kiểu mà hàn lâm báo chí đó, thì nó không không có đúng theo cái lòng dân đó. Cho nên là nếu mà ngày mà lật đật mà 20 tháng 3 này không chiếu thì mình về tháng 4 tháng 5 chiếu, có gì đâu, đã dời rồi thì dời luôn, hoàn chỉnh rồi quảng cáo cho đàng hoàng đâu đó rồi chiếu, đúng các bạn? Làm một bộ phim tốn kém, các anh chị là làm ra sản phẩm nhưng mà đưa sản phẩm tới công chúng thì các anh chị lại bỏ qua cái mặt đó, uổng, lãng phí, lãng phí công sức tiền của, không trách công chúng được. Đây là thời buổi kinh tế thị trường, mình phải biết người ta đang cần ăn những món ăn gì, đúng không? Phải quảng cáo rầm rộ. Còn những cái vùng nông thôn mà chúng ta phải có xe cộ, hoặc là chúng ta dùng những cái chiếu mà chiếu cái dạng mà màn hình 300 inch 500 inch đó, dùng sâu dùng xa chúng ta chiếu như vậy cái màn hình nó cho người ta coi. Phương tiện kỹ thuật hiện nay hiện đại mà màn hình chiếu ngoài trời thiếu gì? À, các bạn, bây giờ ở miền Nam đang mùa nóng mà, đâu có mùa, chưa tới mùa mưa mà chiếu thoải mái. Ông Vũ Linh ông kể ngày xưa ông hát một cái tuồng cải lương ở đâu Bạc Liêu chỗ nào không biết, mà người dân nghe Vũ Linh hát, các bạn có biết không, họ phải mặc hai cái bộ đồ, họ lội qua con sông, họ đem theo một bộ đồ, cái ra tới nơi cái bộ đồ qua cái con qua con sông qua cái rạch kia nó ướt, cái họ thay cái bộ đồ ra, họ dắt lên cành cây rồi họ mặc cái bộ đồ khô, họ tới họ nghe ông Vũ Linh hát, hát xong cái họ quay trở về, họ thay cái bộ đồ đó, họ lội xong họ trở về nhà. Chính miệng Vũ Linh kể nha, các bạn lên Vũ Linh Kinh đó, cái kênh Vũ Linh Kinh hiện nay cô trợ lý đang giữ, ông kể đó. Mà cái ông ra ông tưởng nó trời hát gì không ai coi, rồi hát cái gì, ai ngờ ông mở ra 11.000 khán giả ngồi sạp cái đất để mà nghe ông hát. Mà cái thời ông Vũ Linh hát năm 1990 mấy mà còn vậy, bây giờ 20 mấy 30 năm, 20 mấy 30 năm 40 năm rồi, thời đó mà ông còn đem được cải lương vô dùng sâu dùng xa, bây giờ phim mà không đem vô được thì thôi, đúng không? Đó, cho nên là phải coi coi còn người xưa làm sao mà ông Vũ Linh ông đem được cải lương tới với công chúng, bây giờ tại sao mình đem được thời đại này mà nếu mà rạp ở ngoài ngoài thị trấn mà dùng sâu mà ấy quá thì mình làm ngay một cái màn hình mình chiếu luôn, màn hình lớn như Nguyễn Huệ đó, đã đầu tư được, đầu tư đó đâu có nhiêu tiền đâu, chơi luôn, chơi tới luôn. Một lần khi mà đã công chiếu ngày nào chiếu trên toàn quốc là chiếu rầm rộ, thành phố thị trấn có rạp thì có rạp, dùng sâu dùng xa thì chiếu màn hình lớn luôn, chơi rầm rộ luôn, rồi cho một ekip quay là mình đã chiếu phim trên toàn quốc từ Hà Nội từ Bắc tới Nam như thế nào, quảng bá lên luôn để cho mà sẽ ra một chuẩn bị cuốn phim thứ hai, chơi như vậy luôn. Thậm chí dùng sâu dùng xa mình phải có một số vé mình tặng cho người, cho chính quyền địa phương, cho những người dân đó, những người dùng nào mà nó nghèo khổ của mình tặng luôn vé. Ủa bạn nó vé tôi nhiều nhiều vé các bạn, ngày qua là tôi tưởng vé mắc, một bạn nào nó có 70.000 vé à? Vé thành phố Hồ Chí Minh có 70.000 vé à? Rẻ vậy à? Vậy sao mình không bán vé 100.000 vé đi, 100 120 vé đi, ở thành phố mấy thành phố lớn á
rồi mình giảm cái giá vé cho mấy vùng sâu vùng xa, mấy vùng nông thôn, vùng nông thôn mình giảm xuống còn 50, 30, đúng không? Ở thành phố bạn ba bạn bán vé 100, 120 người ta vẫn ok, nhưng mà dân ở vùng sâu thì họ muốn đi xem thì họ không có tiền, vùng nào khổ quá thì mình tặng đó, mình tặng một số vé nào đó rồi mình giảm cái giá. Ở thành giờ mình lấy 70 sàn phải không, giờ thành phố giờ Hà Nội lấy 120, tùy theo 120, 100, rồi mình lấy cái đó mình bù lại cho với tỉnh đó thì 50, đúng không? Trời ơi, có như vậy thôi mà cũng nhiều khi ở thành phố 70 như vậy, nhưng mà nông thôn 70 quan trọng lắm, cho nên chúng ta phải tính toán lại. Chứ mà lấy ở các tỉnh miền Tây mà các bạn lấy bằng giá thành phố chết rồi, giá cả thành phố nó cao hơn ấy mà, đúng không? Ôi là trời, khổ ghê. Nhưng mà riêng về cái vấn đề của Hồng Loan mà mấy ngày hôm nay hát ở trên diễn kịch ở sân khấu Quốc Thảo đó các bạn, Hồng Loan nó có mấy cái kênh giả nhiều lắm nha các bạn, thì nó có nhiều cái rất là tốt nha, nó tốt nha. Hôm nay mẹ thì đi diễn kịch ha, bốn cha con thì đi du xuân. Giờ cho mẹ đi diễn kịch, giờ bốn cha con đi chứ nhà làm gì, đúng không? Ừ. Nên nay Hồng Loan diễn kịch ở sân khấu Quốc Thảo được rất nhiều khán giả là đem lại nhiều cái tình cảm rất là yêu quý trên cái kênh kia, kênh này cũng không có đưa lên, thành công rất là nhiều, rất là tốt ở mấy cái sân khấu đó, rất là thành công các bạn. Nhưng mà riêng về cái bộ phim Sáng Đèn này, cái kia nó nhỏ như là tao quản lý tuổi Linh Tý Bích Trâm thì nó linh động, còn anh Hoàng Tuấn Cường chắc anh ở nước ngoài, anh quen cái phong cách làm phim ở nước ngoài, nó khó lắm các bạn, nó khó, nó phải dễ đâu, mà phim cải lương lại khó chứ không phải dễ. Nên là mình phải kiểm tra coi như thế nào. Tôi thấy là đa số là khán giả trên kênh tôi ủng hộ, tôi nghĩ khán giả mấy kênh khác cũng ủng hộ thôi, chứ có gì đâu mà ủng hộ, đúng không? Lina Nguyễn nói gì mà cái này các bạn thấy không, đây xong là khán giả rồi. Không biết có bị lãng quyền không nữa. Hình với Hồng Loan này. Đêm nào cũng là cháy vé, đêm nào cũng chụp hình toàn là chụp với Hồng Loan không. Đó. Cho nên là nhiều khi là không không đây là nhìn Hồng Loan sao cái lĩnh vực này nó lại thành công như vậy bạn ơi. Rất là thành công nha. Cả hai vở đu trend, vở trò chơi ma quỷ đều rất là tốt, cho nên là các bạn tôi thấy là đây nè, những cái này chúng ta nhìn thấy không, thấy không? Đây ngay cả cái quảng cáo là các bạn nhìn thấy nó cũng khác liền, thấy không? Đây nè, quảng cáo của Linh Tý Bích Trâm các bạn nhìn thấy khác liền không? Đây quảng cáo nè, nhìn thấy không? Hồng Loan của lên hàng đầu nữa nè, mặc dù là vai không là trong trong mấy cái vở này Hồng Loan là vai nhỏ thôi, đúng không? Đu Chen hoặc là cái vở mà trò chơi ma quỷ Hồng Loan chỉ là một cái vai nhỏ trong đó thôi, thấy không? Nhưng mà bây giờ cũng là đưa lên đầu luôn nè, thấy chưa? Quảng cáo nè, lên tiếng bích trăm quảng cáo nè, nè vùng đất kỳ diệu nè, quảng cáo nè, vùng đất kỳ diệu hình như là có buôn đóng nó phải không các bạn? Đây trò chơi ma quái đây rất là nhiều. Đây, giờ chơi ma quái đây. Đây. Các bạn nhìn cái Hồng Loan đứng chỗ nào? Nó phải chỗ này không? Đúng không? Nó không ấy thì nó cũng phải ngang tâm làm vậy, chứ còn bên bên cách quảng cáo bên Sáng Đèn á, và thấy quảng cáo từng cặp nghệ sĩ từng cặp nó không có ra một cái tổng thể. Đúng không? Phải xem lại.
Chứ tôi thấy sau cái đợt mà hình như là tháng 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 4 tháng 3 gì mà Hồng Loan đi qua Úc, bao gồm có Kim Tử Long, có Vũ Luân, có Bình Tinh, có Hồng Loan, đa số là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng đi qua Úc. Mà đi qua Úc là cũng cái của mà đạo diễn này luôn, à, Tuấn Cường này luôn. Ủa tại sao vậy? Đó, cái mà ngôi sao gì Phương Nam gì mà chuẩn bị tháng 4 này đi qua Úc, có Hồng Loan nè, có Bình Linh Tinh nè, có Vũ Luân nè, có Kim Tử Long nè, có phải Mỹ thì nhiều lắm, toàn là nghệ sĩ cải lương đi không à. Mà tại sao những người đó mà anh làm được mà sao anh không mời vô đây? Anh rất là tiếc phải không các bạn, vô cùng ổn luôn. Trong khi Hồng Loan rất thành công nơi cái vở sân khấu nhỏ của Quốc Thảo, mà xin thưa các bạn, khi mở ra cái sân khấu Quốc Thảo là ông Quốc Thảo ổng cũng rung đó các bạn. Hôm nay diễn được khán giả giả tặng tiền nữa hả? Đó, tiền đó là bây giờ tiền yêu thương chứ trả bao nhiêu đâu, khán giả tặng tiền. Thì các bạn biết rằng là cái khăn sân khấu Quốc Thảo này cũng mới diễn đầu tiên là cái hôm diễn 28 mà Hồng Loan ra khai trương đó các bạn, là mới thuê đầu tiên thôi đó, ấy thuê đầu tiên thôi đó. Nhưng họ đang rung, mà Linh Tý Đức Chăm đầu tư vô đây cũng rất là rung, nhưng mà bây giờ thành công. Mỗi đêm mà cứ thành công vậy các bạn biết, Linh Tý với Đức Chăm nó ôm con Hồng Loan, ôm Hồng Loan. Bây giờ hai đứa nó cưng Hồng Loan như cưng trứng đó. Thật sự mà nếu mà các bạn có tưởng tượng coi, đa số còn là trong hai cái vở tuồng này, cái kịch này, chính ông Quốc Thảo và Linh Tý Bích Trâm lên, mỗi lần lên là đều cảm ơn khán giả của Hồng Loan, toàn là đa số là khán giả của Hồng Loan không, thấy chưa? Chứ mình quảng cáo trong một cái chừng mực nào đó, chứ còn quảng cáo cái hình ảnh kia đó mà tao đâu có biết Hồng Loan ở chỗ nào đâu mà tao coi đó. Tôi nói thật, chỉ cần chỉnh lại chút xíu thôi là bộ phim chẳng những thu được vốn mà còn có lời nữa. Có lời về tiền tài chánh đã không nói rồi, nhưng mà cái lời quan trọng nhất đó là cái tiếng vang của mình, tiếng vang của mình. Nên là tôi nói nha, rất là nhiều vấn đề cho nên các nghệ sĩ các bạn họ làm việc đều tâm huyết hết. Riêng ông Đàm Vĩnh Hưng người tôi nói các bạn đừng có đụng vào, không phải là ông gì nhưng mà cuộc chơi mà đụng đồ của ổng toàn tiền tỷ mà bạn không có tiền đền đâu, mà mình có tiền cũng đi đền ba cái chuyện lẳng nhắc như vậy đúng không? Tại vì ông Đàm Vĩnh Hưng ông không muốn các bạn đền, nhưng mà còn công ty của ổng, mấy nghệ sĩ đều có công ty quản lý hết, mà công ty nó hạch toán theo cái kiểu công ty nó có thiệt hại mà thiệt hại hợp đồng thì nó sẽ, ông Đàm Vĩnh Hưng không muốn, nhưng mà công ty nó sẽ đứng ra nó kiện ra tòa. Lưu ý các bạn là như vậy, cho nên là đừng có mà đùa nhé. Không phải là như tôi, các bạn có chửi gì chửi cũng không sao, nhưng mà ông Đàm Vĩnh Hưng mà ba cái từ Đàm Vĩnh Hưng đó là thương hiệu đó, có tiền đó đừng có đụng vô là cứ khoảng vài tỷ mất như chơi, vài tỷ không đủ tiền để ông thuê kiện cáo đâu. Các bạn đụng cho ông là cả chục tỷ trở lên thôi, nói thật. Tặng bảo trợ vé cho mấy bé trung tâm hả, cái vở mà vùng đất huyền bí đó, hả, cái đó được tặng cho mấy bé tốt đó. Quận 8 này Linh Tý Bích Trâm diễn từ thiện cho mấy em ở mái ấm, cho nên là tôi nói với các bạn là mình phải chuẩn mực nha. Các nghệ sĩ là chúng ta không phải là đi cái chuyện đó chúng ta đùa, họ là những người mà đặc biệt, những nghệ sĩ mà họ đã có thương hiệu, tên của họ chính là thương hiệu, chứ không phải là như các bạn quen lên YouTube rồi các bạn kênh này không thích các bạn lên bằng chửi người ta, kênh thích còn lên bằng chửi người ta, rồi cái thôi không, người ta không nói rồi các bạn muốn làm gì làm. YouTube nó khác nhưng mà nghệ sĩ thì khác, không thể nào như vậy được. Rồi chúng ta lên tí bích trăm thành công ha, nhưng mà trong cái thành công này thì phải nói là sự có mặt của Hồng Loan hỗ trợ rất là nhiều. Chính Linh Tý Bích Trâm sau mỗi một cái đêm diễn đều lên sân khấu cảm ơn khán giả của Hồng Loan. Tôi thấy cái này tôi rất tiếc cho anh Cường, không hiểu Ni có thuyết phục được anh Cường hay là không. Tôi thấy khán giả của tôi hầu như là ok hết, nhưng mà không hết. Đúng là mấy bạn lớn tuổi rồi nên, nên nên xem điện thoại đi, tôi nên xem tivi đừng có xem điện thoại hư mất.
Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh rất nhiều. Tôi rất vui là mấy ngày Tết tôi được 2 ngày tôi nói những cái chuyện vui với các bạn. Tôi không thích Tết mà nói những cái chuyện mà nhức đầu kia, đúng không? Rồi, chúng ta chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Và nhớ là có em con cháu gì khuyên đó nha, đừng có mà xung quá thì phiền ảnh hưởng tới gia đình đầu năm đầu tháng. Đứa nào mà có gì thì gia đình cũng khổ, đúng không? Làm chuyện gì cho nó có lợi ích nước nhà chứ cứ làm cái chuyện tối ngày cứ đi gây chuyện với người ta không.